Ok, thì hôm nay mình sẽ test cái mẫu sản phẩm C186 ha. Thì hôm nay mình mới có thời gian mình đi test cái mẫu sản phẩm này cho bạn xem. Và cái tay cầm của mẫu sản phẩm này là tay cầm vuông ha, chứ không phải núm tròn nha các bạn. Rồi, đây máy bay, chúng ta bấm giữ ha. Đó, rồi, khi nào mà điện này nó sáng lên, chúng ta để cân bằng dưới đất. Rồi, bật remote, các bạn nhấc lên, các bạn nhấc xuống. Thì điện trên máy bay nó đứng điện là kết nối, thì khi kết nối thì các bạn sẽ test cái servo trái phải tiến lùi cho nó ok chưa ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bay ha. Gió nó đang thổi tiếng như trước ha, nên là chúng ta sẽ giữ ga lùi, thì giữ ga lùi thì nó
nó sẽ giúp cho máy bay chúng ta không bị trôi về trước ha. Khi mà gió đã nhẹ hơn thì máy bay mới có thể lùi được. Trường hợp khi mà gió vàng thổi qua phải thì vàng sẽ kéo cần gạt qua bên trái để cho nó ổn định, nó giữ lại, nếu không máy bay các bạn sẽ đặt bên phải ha. Do đây có nhiều cây xanh lắm cho nên là nó có gió. Bây giờ là nó đang thổi qua ngoài trước đó, ví dụ mình vừa ra là các bạn nó sẽ tự động nó tiến về phía trước thôi. Gió nó thổi nên cái bài nó bị rung lắc ha, nhưng mà chúng ta vẫn có thể điều khiển được. Cái nào mà gió nhẹ mình mới dễ biểu diễn cho bạn xem.
10 phút. Khi test mình sẽ test đến khi nào mà máy bay nên nó chết điện trên đây ha. Thì lúc đó pin yếu các bạn. Với lại lúc nãy đang bay có một phút mình lỡ bấm tắt ha, quay lại mình mất khoảng 30 giây cái phần đó. Nói chung thì máy bay mà bay tầm khoảng 15 phút thì nó rất là nhiều rồi. Đó. Nhưng mà này mình đang bật chế độ cao nhất nha các bạn, tức là chế độ mà bay chế độ speed 3, tức là tốc độ nhanh nhất á, thì nó sẽ tốn pin hơn bình thường. Do là ở đây trong điều kiện gió cho nên là chúng ta sẽ bật chế độ speed 3 ha. Còn bình thường thì các bạn sẽ, nếu mà bay nhẹ thì chúng ta chỉ cần bật speed 1 thôi. Đó. Vì speed 3 là chủ yếu cho máy bay nó sẽ nghiêng nhiều hơn, tức là khi mà gió thổi thì nó có thể kiểm gió tốt hơn ha. Còn bạn nào mà mới tập chơi mà chưa có quen á, khi mà gió bay thì bạn có thể sợ mà bay xa thì chúng ta có thể kẹt cánh ha, kẹt cánh để đảm bảo an toàn cho máy bay. Rồi, ok thì các bạn thấy nè, đây là mình bay đang trong điều kiện nắng nha các bạn, với là tốc độ cao thì bây giờ máy bay nó đã nhấp nháy đèn rồi nè, mọi người sẽ bắt đầu hạ cánh ha. Nếu bạn có thể bay thêm cũng được, nhưng mà nếu mà đảm bảo an toàn cho pin thì chúng ta sẽ hạ cánh. Rồi các bạn sẽ thấy nè, bạn để ý nè, đèn đỏ đây nó sẽ nhấp nháy ha. Đây, đèn đỏ nè, cái đèn ngoài trước cũng nhấp nháy, tức là nó báo tín hiệu là máy bay của ta pin yếu, pin sắp hết đó. Thì nếu bạn bay thêm một khoảng thời gian nữa vẫn được, nhưng mà khi pin yếu thì máy bay sẽ tự động hạ cánh và bạn sẽ không thể quay cánh lần tiếp theo. Ví dụ này đó, nó còn quay cánh được, tức là nó còn bay thêm được xíu nữa ha. Nhưng mà riêng khi mà nó báo nhấp nháy thì chúng ta nên tắt để đảm bảo an toàn. Và đặc biệt mình bay trong cái chế độ mình bay nắng á, cho nên là cục pin ta rất nóng, kèm theo cái việc mà các bạn hoạt động cho máy bay nó bóng quay nữa thì cục pin này nóng lắm đó. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta chơi xong, chúng ta sẽ nghỉ tầm khoảng 15-20 phút cho cục pin nó nguội thì chúng ta mới đem sạc ha, thì nó sẽ đảm bảo cho cục pin chúng ta sử dụng lâu dài hơn. Rồi, bố ta sẽ ngắt. Thì nếu các bạn mà quan tâm mẫu sản phẩm này, các bạn sẽ truy cập vào website trực tuyến asin.vn hoặc các bạn click vào đường link bên dưới phần mô tả. Mình có để link Shopee luôn. Thì bạn nào mà mua qua Shopee thì chúng ta có thể click vào link ha. Thì sản phẩm của mình là máy bay C186 Pro ha. Đó. Còn cái remote là cái núm vuông nè, chứ không phải núm tròn như bình thường. Núm vuông thì nó sẽ xài tốt hơn ha, nó sẽ ổn định hơn. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.